đây này, vải lũng ngạn đây này bà này. Đây này, rồng ở đây này. Vải đây không, rồng không biết cách đấy, nó không có. Rồng để gọi là cây tượng trưng của các tỉnh ấy mà. Rồng thì cây tượng trưng của tỉnh nào tặng hoặc huyện nào tặng ấy. Đây là cây vải, mấy cây vải đây này. Phạt hết cành, cắt hết cành đi đến mùa ấy nhỉ. Mà nó có quả, như quả này nó chỉ được có một tháng, không thích. Con chim hút mật kìa, con chim hút mật đẹp không kìa. Chim hút mật. Đây này, con nó đến đầy rồi này. Nó đẻ ra đầy rồi này, đây mai nó lại lớn đầy. Con chụp cho cô ba kiểu mà về bà phá. Mà những được kiểu nào đây là mình lấy kiểu đó. Đi chụp chị lại cứ lúc mà như bà mìn ấy thôi. Vẫn còn mà, quân nhà mình đâu, còn bà chống gậy đâu? À đi hết rồi, các ông đi hết rồi. Con lại tưởng vẫn ở đây, con cứ đi đây con đợi. Con tưởng các bà vào nhà sàn nên là con đứng đi con đợi. Tớ thích vào nhà sàn lắm. Mấy bà quay lại vào. Con lại muốn mình bà. Từ đây con dắt quay lại. Ô thế ông Cường đi đằng này hết rồi. Ra con dắt vào thôi, đằng nào thì các ông kia chẳng ngồi đợi. Sàn thì không lạ gì, sàn.